Ốc nấu Đông Xin là mở các bạn. Ăn xong vãi cả chu bin. A few moments later. Thật là may quá, cuối cùng cũng hết rồi. Nhưng mà sao nhiều xít thế này trời. Ôi mẹ ơi cứu con với. Cất trào bờ đê rồi, hỏng rồi. Nó sắp trào ra rồi. Được cứu rồi mẹ ơi, bớ làng nước ơi cứu với. Cất phun trào rồi. Bắn tung tóe. Có khi nào nó nổ không mọi người ơi? Bà ơi, bố mẹ ở nhà đánh cháu ghê lắm. Cháu chơi Free Fire có một tí thôi mà bố vả cho cháu không trượt phát nào. Bố cháu đang qua lôi cổ cháu về đây này. Cái gì cơ? Dám đánh cháu của ta như thế sao? Cháu đừng sợ, bà sẽ bảo vệ cho cháu. Ông nó đâu rồi mau ra đây. Ơ kìa bố, con chỉ dạy con của con thôi mà. Dám đánh cháu của tao à, tới công chuyện rồi. Em chào thầy ạ. Không không có gì, em cứ ẻ đi. Bắn tung lum, bắn tung tóe. Em xin lỗi thầy ạ. À, không sao không sao, em cứ ẻ tiếp đi. Đúng là tuổi trẻ sức khỏe dồi dào mà. Dạ em không dám, thầy sẽ kiểm tra em. Vâng, thầy cứ nói. Cái rắm mà em vừa oánh, thành phần chính của nó là gì? Khí mê tan ạ. Chuyện gì xảy ra nếu khí mê tan gặp lửa? Nó sẽ phát nổ, bắn tùm lum. Rất đúng, rất đúng. Này thầy ơi, thầy đừng nghịch dại như thế chứ. Với nồng độ này thì không sao đâu. Bà ơi bà thấy cháu có đẹp không? Đương nhiên rồi, cháu rất là đẹp đó. Bà nói cháu đẹp sao? Bà có chắc chưa hả? Có phải do mắt của bà có vấn đề đúng không hả bà mù rồi à? Đúng rồi cháu, mắt bà không nhìn được. Bà ấy đúng là người mù thật. Chẳng có ai chịu giúp bà già này cả. Cháu là người đầu tiên giúp bà, cháu thật tốt. Cho dù bà có không nhìn thấy, thì bà chắc chắn cháu là một cô gái rất là xinh đẹp. Bà nói thật đấy. Cảm ơn bà rất nhiều, chào bà. Cháu đã đi rồi sao? Thật là sợ vãi đái. Vãi ở tuyết rơi rồi, quá là vui. Mẹ bảo không được ra ngoài. Cái gì cơ, sao lại không được ra ngoài? Không biết mẹ bảo như thế. Suốt này cái gì cũng mẹ bảo không, mẹ bảo không. Thì mẹ bảo như thế mà. Mấy khi mới có tuyết chứ, tao nhất định phải ra ngoài chơi. Lần này mẹ có mà cấm bằng trời. Mày có hiểu không hả? Mày ra ngoài cùng tao đi. Không được. Mày nói cái gì cơ, để tao giảng đạo lý cho mày. Ra ngoài cùng tao tí tao cho 50. Nghĩ gì nữa đi thôi. Cuối cùng cũng được ra ngoài rồi. Con gái nhà vua sắp lấy chồng, ai có thể làm cho con mèo này lắc đầu trước, rồi là gật đầu sau, và cuối cùng là nhảy xuống nước, sẽ được gả công chúa. Có rất nhiều chàng trai. Một thanh niên nói, hãy để tôi thử. Anh bước tới hỏi, mày có biết tao không? Con mèo lắc đầu. Anh lại hỏi, vậy tôi có tốt bụng không? Con mèo gật đầu liên tục. Nam thanh niên đá con mèo bay xuống ao. Nhà vua nói rằng, đó là lỗi của bạn, phải để cho con mèo tự nhảy xuống nước. Tôi sẽ cho bạn thêm một cơ hội, nhưng lần này bạn làm cho con mèo gật đầu trước rồi lắc đầu sau. Cuối cùng con mèo nhảy xuống nước. Chàng trai bước tới, nhìn chăm chăm và hỏi con mèo, bạn có quen tôi không? Con mèo sợ hãi đến mức gật đầu liên tục, tôi vẫn tốt bụng chứ. Con mèo lắc đầu, bạn biết phải làm gì rồi chứ. Con mèo ngay lập tức sai người nhảy thẳng xuống ao. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Con gái tụi em thì năm nào cũng là 18 tuổi. Em đã từng có bạn trai chưa? Dạ chưa anh ạ, vì tiêu chuẩn của em rất cao. Tiêu chuẩn của em là phải cao hơn 2 mét cơ. Vậy ồ, thế một anh 1m8 đẹp trai em nghĩ sao? Có 1m8 thôi sao? Anh ấy còn không đủ sex drive cho em nữa ấy chứ. Nếu anh ấy siêu giàu thì em còn suy nghĩ là... Chúc mừng em xứng đáng ăn đạn. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Con gái tụi em lúc nào cũng là 18 mà anh. Em muốn tiêu chuẩn bạn trai thế nào? Ít nhất lương phải trên 100 triệu một tháng. Phải đẹp trai các thứ, đi siêu xe. Bố còn phải làm to nữa chứ. Thế em nghĩ sao về những anh trai nhà nghèo? Đi với trai nhà nghèo là em thấy nhục lắm đấy. Cút mẹ mày đi. Cái này bao nhiêu tiền? 8 triệu. Cái gì 8 triệu hả ông ngào già à? 80. Bán luôn. 50. Bán luôn. 10.000. Bán luôn. Đéo mua nữa. Ông ta đang làm gì ở trong này ấy nhỉ? Bắn tùm lum. Bố mày đang nghe mày gõ gõ cái chó gì hả? Sợ vãi cả chu bin, phải làm sao bây giờ? À có rồi. Mày gõ cái chó gì? Anh ơi tha cho em đi mà, xin anh đấy. Tao đang đi em mà mày cứ đập cửa là thế nào? Làm tao vãi cả chu bin. Em cũng đang vãi cả chu bin đây này. Xít còn đang dính đầy quần tao đây này. Mày có thấy mùi thối không hả? Cút mẹ mày đi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi ta.
Nhưng mà tao chưa có tha cho mày đâu, cái con lợn này. Bố ơi bố, tại sao con lại tên là Hoa vậy? Tại vì lúc con sinh ra, đã có một bông hồng rơi lên đầu của con. Bố ơi bố, thế tại sao con lại tên là Tuyết ạ? Tại vì lúc con sinh ra, có một bông tuyết rơi lên đầu con. Chupapi muñeño. Vào nhà đi nào cục gạch. Khi bạn gặp ông bác sĩ bất ổn, bác sĩ à, tôi có thể sống được bao lâu nữa? 5. 5 cái gì cơ bác sĩ? 5 năm hay là 5 tháng nữa vậy hả bác sĩ? 4. Tại sao lại 4 rồi? Không phải đấy là 5 hay sao bác sĩ? 3. Cái đéo gì? Tại sao bác sĩ lại đếm ngược vậy hả? 2. Thôi thôi hết thật rồi, mình chỉ sống được thế này thôi sao? Mình còn chưa có người yêu nữa chứ? 1. Ơ kìa, thế chỗ nào mình không sao thế này? Anh vừa đếm cái gì vậy bác sĩ? À đấy là thời gian tôi được tan ca. Hết giờ rồi, mời anh cút về đi. Sau khi thi rớt đại học thì người nhà luôn cười nhạo tôi. Và giờ tôi phải kiếm việc gì đó làm. Tôi quyết định đi bán khoai tây nướng. Các bạn học cũng nhìn thấy và họ cười nhạo tôi. Còn tôi thì kệ mẹ họ cười cái chó gì chứ. Hôm sau tôi đi họp lớp cũ thì họ lại chê tôi là mặc toàn đồ sida, từ đầu đến chân không quá 100 cành. Nhưng họ đâu có biết bộ này là tôi đi thuê cơ chứ. Thực ra tôi còn nát hơn họ nghĩ rất nhiều. Tôi định đi về thì đột nhiên gặp lại thằng bạn thân giàu có. Tôi mượn nó 50 mà nó không cho. Thế là tôi định xiên cho nó mấy phát. Tôi bắt nó về nhà tôi để tra tấn. Nhưng thế quái nào nó làm quay ra đằng xuất luôn. Rồi đột nhiên điện thoại của tôi có thông báo là nữ thần của tôi bảo tôi là cái đồ nghèo. Tôi cáu vãi xít vứt luôn cả điện thoại. Tôi liền chạy đến chỗ nữ thần sổ một hồi. Nữ thần sợ đái cả ra quần chạy về mách bố. Một lúc sau bố cô ấy đến và tôi không trượt phát nào. Tôi cay cú quá nên là hẹn ông ta vào rừng đánh một trận. Và thế là chúng tôi vào rừng. Tất cả không ngoài dự tính của tôi. Và thế là tôi lại bị ăn đấm thêm một trận nữa. 1 triệu tệ đổi lấy một miếng thịt của cô. 1 triệu đổi lấy một miếng thịt của mình sao? Tuyệt vời, chốt kèo. Vậy là đã xong rồi. Tài khoản của bạn được cộng thêm 1 triệu nhân dân tệ. Để xem 1 triệu mua được thịt ở chỗ nào của cô ấy đây. Làm việc ở đây mỗi tháng tiền lương của bạn là 2 tải gạo. Khoan đã, tôi có ý này hay hơn. Ngày đầu bạn chỉ cần cho tôi 1 hạt gạo. Và sau mỗi ngày bạn sẽ nhân đôi nó lên. Bạn thấy ý tưởng của tôi thế nào hả? Nhân đôi mỗi ngày sao? Đúng là cái đồ ngu mà. Tôi chốt cái kèo này nhé. Ngày đầu tiên tôi cười phớ lớ. Nhưng ngày thứ hai thì... Tại sao bạn lại đánh nhau với người ta? Tại sao à? Tôi có thể nói dối không? Tất nhiên rồi, cậu phải nói dối để giảm bớt tội. Cứ bảo là cậu bị bệnh tâm thần đi. Được rồi, tôi bị bệnh tâm thần. Đúng rồi, cậu ấy bị tâm thần. Được rồi, cái này có thể tha thứ. Bạn có lấy cái gì của anh ta không? Tôi đã lấy trộm ví của anh ấy và anh ấy đã phát hiện ra. Ôi giời ơi. Thế là bạn bị tôi ăn trộm. Bạn đã trộm bao nhiêu tiền? Càng ít thì tội càng nhẹ nhớ đấy. Thưa tòa, tôi chỉ trộm có vài trăm ngàn thôi. Tôi lấy mua kèo mút. Lần trước tôi trộm của anh ta tận 400 củ cơ. Hả? Thì cũng là ăn trộm rồi, còn có lần nào nữa không? Tất nhiên là có rồi thưa tòa. Đi ăn trộm vật này làm sao mà giàu được cơ chứ? Thế có ai trộm cùng anh không hả? Tất nhiên là có rồi, anh trai tôi cũng đi cùng tôi, cùng đi cướp tiệm vàng. Thế anh còn phạm tội gì nữa không? Anh nói nốt đi. Tất nhiên là tôi còn buôn bán cả vũ khí nữa rồi, anh có cần mua một khẩu không? Thêm tội buôn lậu vũ khí, bạn muốn mấy năm tù đây? Nhiều tội thế thì phải xử tử luôn. Tôi phán anh tử hình. Ngày xưa, cách đây từ rất lâu rồi, chắc là phải vào khoảng 2 ngày trước, tôi có đi vào hầm để đào vàng. Nhưng mà cái cuốc của tôi nó si đa quá nên là đào rất lâu. Và rồi đột nhiên có một em zombie đã đến. Tôi tưởng là em muốn đánh nhau nhưng mà không phải. Em cho tôi cái cuốc xịn hơn anh em ạ. Thật là cảm lạnh à, nhầm, cảm động quá đi. Tôi liền nhanh tay đào hết vàng để đuổi theo em zombie. Không ngờ trên đời vẫn có zombie tốt thế này mọi người ạ. Tôi liền đuổi theo tặng cho em ấy ít thịt thối. Nhưng mà không có thấy em ấy đâu nữa. Vào một ngày đẹp trời thì tôi gặp lại em ấy. Tôi liền tặng cho em chiếc mũ cối của tôi để em có thể chạy loang quăng giữa ban ngày. Em sung sướng chạy một phát tí nữa thì lại mất hút luôn. May mà lần này tôi đuổi được em ấy. Chạy một hồi thì chúng tôi đã lên đỉnh, nhưng mà là đỉnh núi. Chúng tôi ngồi xuống ngắm hoàng hôn, à nhầm, ngắm mặt trời. Và thế là chúng tôi mãi mãi ở bên nhau. Ngày xưa có một tiên nữ đứng trên một chiếc thuyền. Nhưng mà lạ lắm anh em ạ, người ta hay bảo là xinh như tiên nữ nhưng đây thì không, bà xấu như con quỷ. Thôi im đi, gì view như shit. Kiểu gì? Cô có phải là tiên nữ không hả? Không phải tiên nữ thì ta là mẹ của ngươi đấy à? Dám coi thường ta, xem đây này, ta có thể ăn shit cho ngươi xem. Ngươi thường đấu ai làm được như này đấy? Rồi, tới công chuyện này. Tôi chưa có tin lắm, cô ăn hết chỗ này tôi mới tin được. Vài cả chu bin, chua là thượng sách. Cướp cá thôi anh em ơi.
He he he, bây giờ chỗ cá này là của tôi, anh mau mang nốt cá đây nào. Đây anh lấy đi, nướng lên xong cho em mấy con đấy nhé. Được, mau đi theo tôi đốt than để nướng nào. Anh nhanh cái chân lên. Tích cực quay tay có ngay cả nướng. Được rồi, thế là đủ rồi, giờ đợi nó chín thôi. Ông dê sắp được ăn cả nướng rồi. Ở ngoài này nắng quá, tôi đem vào nhà ăn cho nó mát nhé. Ơ kìa anh, đợi em nữa nào. Cứ yên tâm đợi anh ở ngoài, anh vào đặt cái lò ra đã. Xong rồi giờ là đóng cửa thôi. Anh chơi ăn bẩn thế, anh đen xì xì. Bẩn đâu, cá thơm lắm mà. Mẹ nó, cái đường này khó đi thế. Đi được đến đây thôi anh da đen, mau vác cái xe qua đây đi. Nhanh lên, sắp về đến nhà rồi. Vâng anh, cứ để em. Tốt, về tôi thưởng cho. Anh chết rồi sao, cái xe nó nặng quá anh ơi. Để em vứt mẹ nó đi. Vai o cái xe 400 củ của tôi. Được rồi, thưởng cho anh kẹo đồng. Cái gì vậy? Tôi đến cứu bạn ngay đây. Cái đéo gì thế này? Mày đang quay phim sẽ gầy đấy hả? Thật là vãi trưởng mà. À mà khoan đã, quay phim thế này thì phải có hai thằng chứ nhỉ? Ôi thôi toang tôi rồi. Ôi trời ơi. Làm tí sẽ gầy không hả anh trai? Đéo đâu, bố mày vẫn còn trinh đấy. Vẫn còn trinh sao? Hey 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 hey. Ở đây là đâu? Và tao là ai hả? Sao có mỗi mình tao thế này? Mình nhớ là mình tắt chế độ quái rồi cơ mà. Vẫn còn quái hình như là mình chưa có tắt. Chắc là như vậy rồi. Dạo này mình đãng trí quá đi. Ủa mà khoan đã, có ai không cứu tôi với? Thôi thôi, xin vĩnh biệt cụ rồi. Ơ kìa, cái thằng nào nằm đây nhỉ? Thôi mặc xác mày, tao cho mày ăn ba tô cơm này. Thật là thoải mái mà. Mình sẽ trồng một cái cây ở đây, phải tiêm thuốc kích thích cho nó nhanh lớn. Thế là xong rồi nè. Anh ơi, anh xem cây của em có đẹp không? Đẹp lắm em. Em mau tránh ra để anh tưới nước cho nó. Tưới nước nó mới nhanh lớn được. À, bắn tùng lum, bắn tùng tuế, bắn tùng tuế. Vào một buổi sáng nọ, tự nhiên con chó của tôi nó cứ sủa liên hồi. Tôi liền ra ngoài xem và đi theo nó. Thì ra là có Sambi vào ruộng của tôi. Tôi liền vào hỏi thăm Sambi một chút. Con Sambi xúc động quá lăn quay ra đất. Thế là tôi ra ngoài và để con chó ở trong để trông ruộng. Con chó bảo là điếu và thế là nó trèo mẹ nó ra ngoài. Rồi tự nhiên mắt nó đỏ rực lên. Ê, yo, what the fuck?